2, giờ vàng giá sốc. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Như Quỳnh và đây là Minh Đức. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Sắm Tết Online giờ vàng giá sốc. Chương trình của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những sản phẩm chất lượng nhất trên thị trường. Ngày nay khi mà nhịp sống ngày càng hối hả với biết bao nhiêu bộn bề lo toan phiền muộn thì phần nhiều những cần thủ thường tìm đến thú vui câu cá để có thể cân bằng lại cuộc sống và giải tỏa áp lực. Các loại cá nước ngọt như là cá chép, cá chấm là những loại cá thường được nuôi rất là phổ biến ở Việt Nam và tập tính ăn của chúng thì khác nhau. Thế nên khi mà đi câu, ngoài cái chuyện là cần câu tốt, kinh nghiệm nhìn nước để biết chỗ nào là có nhiều cá, chỗ nào có cá lớn thì mồi câu là một vấn đề rất là quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến tỷ lệ thành công của các cần thủ. Theo như Quỳnh được biết thì cá chép là một loài cá rất là khôn và não của chúng thì vô cùng nhạy bén để có thể biết được những nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng. Vậy thì để có thể câu được cá chép là một điều không hề đơn giản phải không Minh Đức? Không hề khó chút nào đâu Như Quỳnh ạ. Ngày hôm nay thì Minh Đức sẽ giới thiệu cho Như Quỳnh cùng các anh em cần thủ được biết một bí quyết để đưa cá chép lên bờ. Nắm bắt nhu cầu, tâm lý của các anh em cần thủ, mồi câu cá Hùng Vương đã nghiên cứu, sản xuất ra những loại sản phẩm mồi câu cá đậm đà, tự nhiên khiến cho bất cứ một loại cá nước ngọt nào cũng không thể chối từ. Với cách câu cần tay, câu đài, câu lưỡi đơn, câu lăng xê, các cần thủ trộn một phần mồi câu cá chép Hùng Vương với 0,8 phần nước, nhồi đều cho mồi dẻo rồi câu. Nếu câu mồi tơi thì trộn một phần mồi với 0,4 phần nước và có thể trộn thêm cám tanh, bột tôm, bột gan, trứng gà và các loại tinh mùi. Ngoài ra, các cần thủ có thể kết hợp mồi câu cá chép Hùng Vương với các loại mồi câu khác cũng có thể đem lại hiệu quả cao. Còn với câu lục, các cần thủ trộn theo tỷ lệ một gói câu cá chép Hùng Vương 200g trộn với 2-4kg ốc vặn rửa sạch, đập dập. Trộn mồi xong, ủ mồi từ 1-2 tiếng rồi thả mồi câu. Ngoài ra, các bạn có thể trộn thêm vào mồi câu các loại hạt ngũ cốc rang thơm nhé. Với bao bì được đóng gói rất chắc chắn, mặt sau của sản phẩm ghi rõ công thức chế biến để giúp cần thủ có thể chế biến được theo công thức chuẩn, tỷ lệ câu cá sẽ được cao hơn. Sản phẩm mồi câu cá chép Hùng Vương thì có khối lượng là 200g với mức giá sản phẩm là 25.000 đồng. Chính vì thế các cần thủ hãy nhanh chóng gọi đến số hotline 096 3927 666 để có thể sở hữu được bí quyết câu cá thật thú vị và hiệu quả nhé. Sản phẩm mồi câu cá Hùng Vương là một sản phẩm hoàn toàn thân thiện với môi trường, có xuất xứ rõ ràng, là sản phẩm chính hãng, độc quyền tại Việt Nam và một số nước. Một điểm đặc biệt mà Minh Đức muốn giới thiệu đến quý vị khán giả cũng như Quỳnh, đó là sản phẩm mồi câu cá Hùng Vương được trang bị đầy đủ mã vạch kiểm tra trên bao bì. Vì vậy, các cần thủ chỉ việc mở mã app iCheck, quét mã sản phẩm mồi câu cá Hùng Vương thì có thể nắm rõ mọi thông tin về sản phẩm. Ngoài ra, Như Quỳnh sẽ bật mí một thông tin cực kỳ hấp dẫn nữa đến với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sắm Tết Online giờ vàng giá sốc. Đó là với 30 đại lý nhanh tay gọi về số hotline của chương trình sẽ được chiết khấu 15% giá sản phẩm mồi câu cá Hùng Vương. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Các đại lý trên toàn quốc hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua với mức giá ưu đãi, hợp lý nhất trên thị trường mồi câu cá hiện nay. Và thời lượng của sản phẩm mồi câu cá Hùng Vương đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin chúc quý vị khán giả sẽ có một sức khỏe thật dồi dào và nhận được thật nhiều niềm vui. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên là hãy theo dõi chương trình Sắm Tết Online giờ vàng giá sốc vào lúc 20 giờ trên kênh VTT6 để có thể cập nhật thông tin về các sản phẩm hot trên thị trường với những ưu đãi hấp dẫn giúp quý vị có thể săn về cho mình những sản phẩm với mức giá tốt khi dịp Tết cổ truyền đang đến gần. Còn bây giờ, Minh Đức và Như Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại!